Đây nè quý vị coi nè, cực kỳ là khủng khiếp nha quý vị. Bây giờ không có giá trị nữa, chúng ta chỉ tham khảo thôi. Rồi sau này chúng ta sẽ, cơ quan pháp luật sẽ vào cuộc đây. 9 tỷ 570 triệu chuyển vào lúc mấy giờ Tân? 13 giờ 42 phút ngày 7 tháng 9, có nghĩa là mới cách đây khoảng 2 tiếng hơn nha quý vị. Vậy thì nếu như không có sự lên tiếng của tôi thì số tiền 9 tỷ rưỡi này có được chuyển đi không quý vị? Vỡ trận chưa quý vị? Quý vị thấy vỡ trận chưa? Và bao nhiêu tờ giấy sao kê nữa? Vậy thì quý vị có thấy rằng là thò đầu ra khỏi miệng hang, đúng không quý vị? Đây con mở bung cái tờ chuyển tiền này ra, mới chuyển cách đây 2 tiếng 9 tỷ 570 triệu 806 ngàn. Đó, nếu như mà tôi không bùng nổ thì cái số tiền này bao giờ mới được chuyển, phải không quý vị? Và xin trở lại với lại các anh em YouTuber. Đây nè, mọi người hãy nhìn kỹ. 13 giờ 42 phút ngày thứ ba 7 tháng 9 2001. Nội dung chuyển Mặt trận Tổ quốc Việt Nam con đưa lên. Quý vị thấy ghê không? Ăn tiền tỷ không? Có đáng sợ không quý vị? Đáng sợ chưa quý vị? Đó. Đưa lên tên Trấn Thành phía dưới. Nếu như cái giấy này là giấy thật mà chuyển thành công thì đây là một cái mưu đồ mà ăn không được ói ra anh nhà quý vị.